VMSai kính chào quý vị các bạn. Hôm nay VMSai chia sẻ 3 tác phẩm của anh Huy. Anh Huy Hà Nội về tham dự với anh em Ninh Bình. Tác phẩm này là Phụ Tử Kế Công Khanh. Số điện thoại của anh là 097 481 8376. Một tác phẩm VMSai thấy bộ bệ rất là đẹp, thân pháp nục nạc quý vị ạ. Website đã chia sẻ quý vị kỹ phần bệ trước cho quý vị các bạn tiện chiêm ngưỡng. Bộ bệ rất khô quý vị ạ. Bộ bệ rất là khô đây. Thường thường website mà đi quay cây lúc nào cũng thích nhất là về phần bệ, nên là các cụ chia sẻ cũng rất là đúng. Các cụ bảo nhất bệ nhì thân, tam cành tứ lá. Đó, phần bệ cho quý vị ngắm một vòng. Lần này anh Huy về với Ninh Bình là 3 tác phẩm, thì VMSai sẽ lần lượt chia sẻ cho quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng. VMSai sẽ sang mặt kia để chia sẻ quý vị về phần thân. Thì trước khi chia sẻ phần thân, người VMSai sẽ đứng xa cho quý vị nhìn tổng bóng, cho quý vị tiện chiêm ngưỡng. Về bộ râm gọng thì chấm hết quý vị ạ. Râm rất là dày. Tiếp tục sang mặt bên này nữa. Tổng bóng mặt này đây quý vị. Mặt này không có gian đứng nhưng ngắm được cả chậu. VMSai sẽ đến gần để chia sẻ quý vị các bạn về phần thân. Thân pháp nục nạc, đang đẩy nu quý vị ạ. Quý vị các bạn mà ưng tác phẩm này thì alo số điện thoại VMSai đang để trên màn hình để quý vị các bạn tiện liên lạc. Tác phẩm Phụ Tử Kế Công Khanh của anh Huy ở Hà Nội. VMSai sẽ tiếp tục đi chia sẻ tác phẩm thứ hai để cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng. Đây là tác phẩm thứ hai của anh Huy Hà Nội. Nói chung là anh Huy luôn luôn làm những bộ râm đẹp, và thấy qua tác phẩm thứ hai này, VMSai thấy bộ bệ cây này cũng rất là đẹp. Không biết là anh Huy có trùng sở thích với VMSai không, tức là luôn luôn thích phần bệ đấy quý vị. Phần bệ ở đây á, quý vị xem đấy, như bệ nhãn luôn ạ, như bệ nhãn luôn. Cây này cũng rất già quý vị ạ. VMSai cứ chia sẻ một vòng để quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng về phần bệ, rồi tiếp tục chia sẻ quý vị về phần thân. Đây, phần thân đây quý vị nhé. Đó, phần thân cũng đang bắt đầu đẩy nu.
thân rất sạch sẽ. Những nhát cắt thời gian đang hít. Xem mà thân bên này có đầy nu không quý vị. Ui, thân này đầy nu rất nhiều quý vị ạ. Đầy nu rất nhiều luôn. Cây này thì mịn tít rồi, chúng ta chỉ việc về chơi thôi. Bóng đây quý vị này, bóng cây đấy ạ. Nàng cũng đẹp. Đó. Đây là tác phẩm thứ hai. Mời quý vị các bạn ra tác phẩm thứ ba của anh. Một cây dáng làng rất to quý vị ạ. Theo Sai sẽ ra chia sẻ tiếp cây dáng làng của anh Huy Hà Nội. Tiếp tục theo Sai chia sẻ cây thứ ba của anh Huy Hà Nội. Một cây xanh dáng làng rất là đẹp quý vị. Bóng đây quý vị này, bóng rất đẹp luôn. Sai đứng xa cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng. Đó. Dăm rất mịn quý vị ạ. Thì ông Sai sẽ đưa phần dăm cho quý vị ngắm. Dăm rất mịn luôn. Đó. Rất là mịn, bộ dòng cả. Một bộ tàn làm lâu năm mới được như thế này. Sai sẽ đi đứng các góc cho quý vị các bạn chiêm ngưỡng nó dễ. Còn bộ bệ đây quý vị, bộ bệ rất yêu luôn, rất già quý vị ạ, rất là già. Sự là Vietnam Sai cảm ơn anh Huy rất là nhiều đã không ngại quãng đường xa xôi để về với anh em Ninh Bình. Vì thực ra đưa cây to như này về rất vất vả. Thứ nhất là mình chuyển cầu đi chuyển cầu lại, điều đó rất vất vả khi di chuyển tác phẩm. Nhưng mà anh đã quý Vietnam Sai nói riêng và quý anh em Ninh Bình nói chung đã về tham dự với em Ninh Bình ba tác phẩm. Vietnam Sai thay mặt anh em câu lạc bộ gửi lời chân thành cảm ơn tới anh, một người anh trong làng cây của Vietnam Sai đã rất là tận tình và giúp đỡ cho phong trào cây cảnh càng ngày càng phát triển hơn nữa. Cảm ơn anh rất nhiều. Và qua tác phẩm này, Vietnam Sai cũng xin được dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Mời quý vị và các bạn sắp xếp
về với anh em Ninh Bình để chiêm ngưỡng, kết thúc vào ngày 3 tháng 5 2022. Gia Sai xin chân thành cảm ơn.